Hello, xin chào anh em quý hàng của bạn. Tiếp tục trở lại với kênh máy xe tải cũ của mình. Thì ngày hôm nay mình có một em rất là xinh xắn, nước sơn màu vàng đồng rất là đẹp, với thương hiệu là Vinasuki, một chiếc xe huyền thoại hồi xưa. Muốn mang đến cho anh em quý hàng của bạn thưởng thức trong video ngày hôm nay, với phiên bản thùng kính tải trọng là 750 kg, một chiếc xe tải nhẹ dưới 1 tấn, một chiếc xe với khối lượng đồng bộ là 2,7 tấn, khối lượng bản thân là 1,7 tấn, thùng kính dài 3m250, chiều ngang là 1m720 và chiều cao là 1m885. Phiên bản màu vàng rất là đẹp, Vinasuki 750 kg, xe sản xuất 2007, niên hạn sử dụng đến 2032. Nói chung là đời còn cũng còn khoảng 10 năm hơn nữa cho anh em quý hàng của bạn, với mức giá cực rẻ luôn anh em, chỉ khoảng 55 triệu có thương lượng. Cho anh em đến đây xem xe và trải nghiệm dùng xe bên mình, màu em Vinasuki huyền thoại. Bánh trước bánh sau đồng bộ với đường kính là 14 inch, đường kính mâm vỏ là vỏ 6 inch, thùng còn rất là đẹp, xe còn rất là liền lạc luôn anh em. Xe máy móc làm lại rồi, ok, không đổ hơ nè, đầu cabin mới sơn lại còn rất là mới, thùng bọng còn rất là zin, rất là đẹp. Nói chung là một chiếc xe gọi là rất là chất lượng luôn anh em. Xe Vinasuki huyền thoại, xe Vinasuki này chạy rất là ổn định nha, xe còn liền xe và còn đẹp, xe còn rất là ok. Nói chung là một chiếc xe cảm thấy rất là tuyệt vời. Với kích thước tổng thể là 5m060, chiều ngang là 1m8 và chiều cao là 2m8. Đó là bằng kích thước tổng thể tính từ đầu cabin đến thùng xe. Còn kích thước thùng nãy mình nói với anh em rồi, khoảng chiều dài là 3m250. Phiên bản đồng kính rất là xịn sò như thế này. Đó, xe còn liền lạc, không sắc xi, còn liền lạc các anh em. Còn rất là chắc chắn và không mục mọt nhiều nè, mà gần như là không mục mọt luôn, với cái khung sắc xi rất là dày và cứng cáp. Xe này còn rất là đẹp, chủ cũ đi rất là giữ gìn cho nên xe còn rất là liền xe, rất là chắc chắn và rất là đẹp. Cầu cũng rất là lớn nè, khung gầm và khung sắc xi là nghe là dọc cũng còn rất là chắc chắn. Thùng này là thùng kính tiêu chuẩn thôi nha anh em, lớp ngoài nắp lớp sóng rất là dày, lớp trong là lớp toan len kẽm nè, ở giữa khung xương và lớp mắt xốp cũng rất là dày, sàn sắt tiêu chuẩn thôi. Một cái thùng tiêu chuẩn, không có gì đặc biệt. Nói chung là thùng này thì anh em mua về có thể lót thêm lót sàn cái nóc hoặc làm thêm vài thứ cho nó gia cố chắc chắn thêm cái thùng, còn không thì mình để thùng này vẫn chạy được bình thường, thùng tiêu chuẩn bình thường và còn rất là chắc chắn và rất là đẹp. Đấy, chung là thùng còn rất ok anh em. Thùng kính có cửa hông nè. Đó, xe còn đăng kiểm tới tháng 5 năm 2021. Nói chung một cái xe Vinasuki tải nhẹ dưới 1 tấn rất ok, máy dầu 4 kỳ bấm sơn hẳn ngang, rất là thích hợp để anh em có thể đầu tư kinh doanh khởi nghiệp với dòng xe tải nhẹ giá rẻ dưới 100 triệu. Dòng xe này thì đây là một những trong những dòng xe khởi nghiệp cho anh em quý hàng của các bạn, với giá rẻ và xe còn rất là đẹp và liền lạc, nước sơn màu đồng vàng rất là đẹp như thế này, mà nội thất cũng còn rất là ok, với 3 chỗ ngồi bọc da rất là sang trọng, kính thì quay tay thôi. Xe này sử dụng kính quay tay nha, vô lăng cũng có trợ lực rất là nhẹ nhàng nè. Hộp số của nó thì 5 số tiến và số lùi thôi. Nói chung là một chiếc xe tiêu chuẩn, trang bị cũng rất là đầy đủ và tính năng cho những dòng xe tải cần có. Radio, mọi thuốc lá rất là đầy đủ, đồng hồ táp lô cũng rất là sắc nét và rất là đẹp. Đó, mọi thứ đều còn rất là ổn, rất là tuyệt vời luôn nè. 5 số tiến và số lùi nè. Nói chung xe còn rất là chất lượng và rất là ok. Vinasuki Việt Nam, một chiếc xe huyền thoại hồi xưa. Bây giờ thì chỉ còn là những dòng xe tải cũ như thế này càng bán lại cho anh em cửa hàng của các bạn khởi nghiệp. Đó, những anh em khởi nghiệp mới ra kinh doanh ngành vận tải hoặc là mua chở mặt hàng gần nhà thì những cái dòng xe này rất là ok cho anh em cửa hàng của các bạn đầu tư khởi nghiệp với dòng xe tải nhẹ giá rẻ, phân khúc giá rẻ Vinasuki, một dòng xe huyền thoại hồi xưa. Đó, bây giờ thì không còn nữa, chỉ còn những dòng xe tải cũ như thế này muốn bán lại cho anh em cửa hàng cùng các bạn. Đấy, xe rất là đẹp, thì động cơ của nó cũng rất là khỏe nha, với dung tích xi lanh là 1,8 lít này, công suất đẹp 40 kW/2, máy dầu 4 kỳ 4 xi lanh nghe. Nói chung máy này làm lại hết rồi anh em, giờ không đổ hơi, không có vấn đề gì, mua là chỉ việc chạy thôi, máy còn rất là yên luôn. Nói chung là máy này đã làm lại hết rồi, mọi thứ thì còn rất là ổn cho cái dòng xe này. Nếu anh em thích cái dòng xe này cứ đến đây trải nghiệm lấy thử cảm nhận độ hot của em nó, để xem thử em nó có đáng để đầu tư hay không.
đây không đủ hơi, không bắn nhớ wifi được. Nói chung là xe rất là tuyệt vời nha, xe rất ok, từ phần động cơ, cabin, taxi, phần bổ, mọi thứ rất là ok cho anh em các bạn đầu tư với mức giá chỉ khoảng 55 triệu là sở hữu ngay một em Vinasuki xịn sò máy dầu như thế này đó. Ok, cảm ơn anh em quý hàng của bạn đã theo dõi cái video báo giá và giới thiệu cái mẫu xe đời cũ để anh em quý hàng của bạn thưởng thức trong video ngày hôm nay. Thì của mình liên tục cập nhật tình hình giá cả xe cũ và luôn giới thiệu đến cho anh em quý hàng những mẫu xe cũ đang có trên thị trường, những mẫu xe đời cũ bình dân, mẫu xe đời cũ giá rẻ trong cái kênh của mình. Nếu anh em yêu quý hãy giúp mình ủng hộ bằng kênh bằng một nút đăng ký cũng như một nút like để ủng hộ mình tiếp tục ra những cái video tiếp theo về giới thiệu cái dòng xe tải cũ, các mẫu xe tải cũ đang có trên thị trường, cập nhật liên tục tình hình giá cả cho anh em quý hàng của các bạn nắm thêm. Nếu mà mình cảm thấy phù hợp cần những cái dòng xe như vậy thì cứ liên hệ trực tiếp mình theo số điện thoại 0937965342 để mình có thể trực tiếp tư vấn cụ thể hơn cho anh em về từng cái mẫu xe đang có bên mình, để anh em quý hàng có thể nắm bắt thêm. Đó, đấy là những là cái dòng xe Vinasuki mình muốn mang đến cho anh em quý hàng trong video ngày hôm nay. Một cái xe khởi nghiệp, một cái xe huyền thoại, một cái xe khởi nghiệp rất là đẹp, rất là liền lạc. 2007, tải trọng là 750kg, máy dầu, thùng dài 3m2, máy thùng kính có cửa hông, rất là đẹp và xịn sò trong cái kênh xe và video giới thiệu lần này của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Xin chào, hẹn gặp lại anh em với cái hàng của bạn trong những cái video giới thiệu báo giá về cái dòng xe của tiếp theo của bên mình. Xin chào, hẹn gặp lại.